Sachiku phá trước. Nào anh em cùng theo dõi trận đấu nào, trận đấu bắt đầu. Ván đấu đầu tiên Sachiku phá. Hoàng Phương, Tuấn Con thắng xíu nhá, thắng 9-8, rất căng thẳng. Ôi, chuyện là sơn chiêu cù phá bi. Phá quá tốt trên hai bi luôn. Đủ bếp hình đẹp. Nhân viên vệ sinh luôn bàn số 2 nhé. Bàn số 2 Trung Đặng Sơn chấp Tiếu Hippo 7-1. Bàn số 3 Mạnh Xuân chấp Long Kenny 7-2. Và số 4 Thành Đen chấp Minh Thủ 7-1. Các trận đấu bắt đầu luôn. Kia đây. Chính xác, anh Sachiku lối đánh cũng rất là nhanh gọn bão táp. Anh hôm nay anh cắt quả đầu cua tóc vàng chọe rất là phong cách. Rồi, anh chạy đạn rồi. Ok. Rồi anh em, cùng chia sẻ video về tường à. Đây là anh Simalua của Trung Quốc. Rồi, anh táo bón cho anh Sơn Chim Cu rồi. Đội tuyển ý thua. Trận này đi vào mới hay. Chín tám. Trận này cũng hay. Hay vãi luôn. Hả? Hai ông đều giật trượt. Anh Sơn Chiêm Cua anh định làm gì đây? 5995. Rồi, anh bốc thuốc đại pháp. Máy mà ra đùa thề phong nam
Anh Sơn Chim Gu của Việt Nam rất là tỉnh táo tàu, anh chạy đạn rồi. Bắt đùi hữu hữu rồi, anh Sima Lũa này. Anh đang tính đường A Băng. Thiếu tí. Còn 4 bi thôi, anh liệu có cá dọn bẻ được không đây? Lê Vệ Tuyên, Sơn Chim Cu, nhà ở chợ rồi, phố Huế, Hà Nội. Rồi, điều hơi lỗi má rồi. Còn 3 bi. Rồi. Con này cu lê cái văng sang bên kia. Lấy má hơi lỗi. Nhưng mà vẫn xử lý được, không sao. Có DV Thuyền, nhà gia truyền chơi chim mà. Ok. Ok, tỷ số là 1-2 cho Sơn Chim Cu. Cầu thủ của Việt Nam gỡ lên 1-2. Anh em báo lại cổ vũ cho anh Sơn Chim Cu nào. Cảm ơn bác Quang Luận nhá. Anh Sima Lũa phá rất uy lực nhưng mà vẫn chưa chết pin nào. Phá rất đẹp, phá thuê hộ đội bạn. Cầu thủ Trung Quốc với cứ tiếp tục duy trì cái phong độ phá như thế này thì nghe coi cũng ra hữu như thế là tốt. Tuyên Ngô, giải được tổ chức ở địa chỉ trên màn hình nhá. Dòng đầu tiên trên màn hình góc bên góc trên bên tay phải. Sơn Chim Cu thì thực hiện một đang đánh thanh gậy Predator ngọn dề vô. Đây là loại ngọn mới của Predator. Nguyễn Văn Quyết, mình không biết chơi VR bạn ạ. Mình chỉ múa may quay cuồng với bốc phét là giỏi thôi. Tầm này còn chơi VR nữa thì ai tổ chức giải cho các ông xem mà. Các ông vẫn hỏi. Oh.
Sơn Trường Cù điều con 4 hơi vọt rồi. Ông này sinh lý có vẻ hơi khỏe. Nào anh em chia sẻ thật mạnh video về tường nào. Chia sẻ video về tường cổ vũ cho hai cơ thủ. Cổ vũ cho cầu thủ của Việt Nam này trước cầu thủ của Tàu Khượng. Rồi rất tuyệt vời, thể hiện sự thắm tình gọi là hữu nghị giữa hai nước. Anh Sơn Chim Cu quyết định bón tận mồm cho cầu thủ của đội Tàu Khựa. Rồi, anh Tàu Khựa cũng biết vét máng. Anh vét máng kinh phết. Cái lụt luôn. Rồi, còn 4 bi. Alo. Alo. Ừ. Ừ. Rồi. Quảng cáo loanh quanh từ 1 đến 2 triệu. Rồi. Nhảy cần loại hàng hiệu thôi, là còn loại bình thường thôi. Bình thường khoảng loanh quanh khoảng 1 triệu là ngon lắm rồi. Ừ. Rồi đầy đủ. Hôm nay mình đang nằm dài. Bạn ở đâu nhỉ? Mình bạn nhắn tin cho mình nhá, để mình lưu lại cái mình lưu lại nhắn tin thẳng vào cái số này để mình lưu lại cái thông. Nhắn tin vào cái số này, mình đang bận để mình nhắn tin vào số này để mình nhớ để mình gọi lại. Rồi, anh Tàu Khựa quyết định đánh trượt luôn để đó, cơ hội trả lại cho đội tuyển Việt Nam rồi. Anh Sơn Chim Cu, anh dứt điểm đi. Rồi, tiếp tục là một cú chuyền bóng cho đội bạn của anh Sơn Chim Cu. Anh chuyền hơi xấu, cơ này khó thế này thì khả năng là anh Tàu Khựa lại tiếp tục giao lưu kết hợp rồi. Thằng này đi ra ngoài. Đi ra ngoài chưa? Ok, anh Tàu Khựa anh công luôn. À mà công luôn nhưng mà Amakong trượt. Ui giời ơi, tí nữa thì trượt. Tỷ số là 2 đều. Báo lại cho cầu thủ Việt Nam nào anh em. Anh em chuẩn bị một chiến. Hả? Chưa biết được đâu, trái bóng tròn. Nhìn thì đánh thế thôi, nhưng đến lúc tí nữa bị tê thì cửa lỗ cũng mòi ra ngoài.
Bảo quyết xéo với thua Tuấn Con với tỷ số 9-8 nhá. Một trận đấu rất là căng thẳng. Chu Hưng, game ấy là do phân hạng, do xếp hạng nào thì hạng game đấy. Rồi, anh Simalua vừa thực hiện cú chạy đạn tự nhiên. Rất hồn nhiên. Anh xin vào lụa trái đạn sinh viên rất là tốt đấy. Bằng tốt. Rồi vẫn ra hình, vẫn bị lòi hình cho anh Simalua rồi. À anh em à. Tốt. Rồi Simalua anh thầy hiện đi xem nào. Rồi tí nữa đi trượt. Tàu cựa C nhưng mà hạng C sủi. Cứng vết đấy, phải đùa đâu. Còn Lambi trên bàn. Rồi, tôi vừa khen xong thì anh đánh trượt. Làm tốt lắm. Trượt truyền truyền đẹp vào. Ôi trời, không được rồi. Đã khó rồi, nhưng mà cơ hội cho anh Việt Nam này anh chạy đạn. À, được rồi, cứ xa với cả côn như thế này là ok rồi. Quá tốt. Một con bi vừa xa vừa côn mà anh Tổ Khựa thực hiện cú đẩy con bi 4 quá chính xác. Rồi, còn ba bi. Rồi, lụt rồi, lụt, 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 lụt. Lụt, lũ lụt miền Trung rồi, cái hơi lụt rồi.
Ok, còn một bi 9 thôi. Dung ở phút 90. Cóng cóng cóng. Anh Simalu giật tung người rồi. Cơ hội trao lại cho Sơn Chim Cu của Việt Nam. Rồi. Anh cứ thuấn gậy thoải mái đây. Vuốt ve các kiểu vào. Rồi. Anh Sơn Chim Cu quyết định chạy đạn rất tinh tế. Anh Simalua cũng quyết định tiếp tục chạy đạn. Hai anh đánh cầu giờ thoải mái đấy cũng được. Tiền bàn không mất, không phải lo. Hình có vẻ đẹp hơn rồi. Cố lên nào anh Simalua, anh dứt điểm cho tôi phát xem nào. Rồi, còn 4 lần thứ 6 rồi. Này, lỗ 10 cũng tương đối ngon rồi. Rồi, 3-2. Con 9 này mà trượt nữa thì tôi ngã ông. Pha này thì anh xin vào lùa Fabi. Alo, alo. Alo. Em ơi, cho anh cái mic cắm cái gì? Các cầu thủ ta lấy ra bàn lấy giấy kết quả trận đấu nhá. Đi ra ngoài chúng ta làm nhanh lên. Anh Sơn Chim Cu này bắt đầu đang rất là quyết tâm. Mặt anh cáu cáu cáu. Nhìn kinh như được. Anh điều ra hình rồi. Điều 1 ra 2 tốt. Rồi anh quyết tâm quá. Anh quyết định anh chuyển cho đối thủ luôn. Rất đẹp mắt. Có vẻ anh nhìn thấy anh tàu khựa hơi tê. Thành ra anh phải tạo cơ hội cho cơ thủ đánh để đối thủ đánh để được lấy lại tâm lý. Tinh thần giao hữu rất là tuyệt vời. Anh tàu khựa thì điều đánh con cửa lỗ rất chính xác. Đó, anh tàu cửa điều hơi lỗi nhưng mà xử lý rất tốt. Anh 3 ra 4 ra quá đẹp rồi. Rồi.
còn Lambi trên bàn thôi. Không biết là có dùng ở phút 50 không đây. Dùng ở phút 50 hay 60 đây. Quá chính xác, còn 6, 7, 8, 9 thôi. Anh Tàu Khựa mặt cũng bắt đầu cậu rồi. Quyết tâm lắm rồi. Rồi, còn Bobby. Anh và mẹ đang rất là bực mình. Đây kìa. Rồi, còn 2 bi. Rồi, tí nữa trượt nhưng mà vẫn ăn. Còn 1 bi 9. Chính xác, tỷ số là 3 đều. À, anh Tàu Khựa bắt đầu anh lấy lại cơ rồi. Đúng là hạng xe sụi. Đây là hạng xe sụi. Con này thì anh Sơ Chim Cú Fabi. Phạm Cao Đại chung kết 4:30 chiều nay nhá. Anh Sơ Chim Cú thì phá rất mạnh mẽ nhưng mà không chết bi nào. Tất nhiên hôm nay vòng chung kết tâm lý nó bị nặng hơn khuyến Kenvin. Tôi chưa hiểu cái ý đồ của anh. À anh Tàu Khựa định dò gà. Khó thế làm sao dò được. Tốt, cơ hội trở lại cho anh Sơn Chim Cu của Việt Nam. Tốt, quánh 4 kê đầu 5 để gãi 5 ra nhưng mà anh đánh không tính đường điều 5, thành ra không ra hình rồi. Anh Sơ Chim Cu không biết tính đường gì đây. Anh thực hiện cú chuyển bóng cho đội bạn tương đối đẹp.
còn 4 bi thôi. Còn bên anh Tàu Khựa có dọn được bàn không? Rồi, còn 3 bi. Hình rất dễ. Rồi. Anh Simalua ở Trung Quốc sẽ gỡ lên vượt dẫn lên 4-3. Đó. 4-3 cho anh Simalua. Phát này thì anh Simalua phá bi. Dẫn kìa. Đấy tốt đấy ạ. Simulua được chấp đúng không? Được. Chấp 2 ván. Thắng được 2 ván rồi đúng không? Cú áp phi xòe của anh Sơn Chim Cu bị trượt rồi, rất đáng tiếc. LV Toàn, Sơn Chim Cu sử dụng gậy đá cầu bùng phát. À,
Phúc Long thì bị loại hôm qua rồi. Rất may cho anh Sơn Chim Cu là anh đánh trượt những ra đuôi. Cầu thủ của đội Tàu Khựa thực hiện cú sút tê. Anh nhảy đi. Hay quá nhở. Cú nhảy rất mạnh mẽ của anh Tàu Khựa. Anh nhảy cái ra khỏi bàn thôi. Rất là tuyệt vời. Anh Sơn Chim Cu được BMT mà tôi vừa đi đái về xong phát là thấy anh Sima Lùa anh dọn bàn, tôi chả hiểu chuyện gì xảy ra cả. Tỷ số giờ là 5-3 nhưng về anh Tàu Khựa tình hình hết sức là đáng quan ngại.
Nào, anh em cùng bão lại cổ vũ cho anh Sơn Chiên Cu Việt Nam để anh tự tin đi nào. Tôi về thấy anh hơi la văn tê. Tí nữa trận sau mới hay. Tứ kết Thiện Thần Thánh gặp Tuấn Tây To. Toàn tê không. Thiện Bắc ạ. Thiện Thần Thánh. Thiện Thần Thánh. Tuấn Con. Ngồi đâu ấy. Anh em mày để cái này nhìn nó khác hẳn ngày xưa, mày để cái quay nó mập mờ, giờ nhìn cái này khác hẳn, nhìn nó đẳng cấp hơn nhỉ. Kia nó quay bằng điện. Quay bằng điện thoại ấy, đây là quay bằng camera máy tính nó phải khác. Không. Người xem toàn là quá không quan trọng. Ngày xưa vẫn thế, ngày xưa xem đông hơn. Trên đây còn đến tính ca cả nghìn người xem. Trước thì mấy trăm thôi. Làm các quảng cáo luôn, ghi thông tin đầy đủ. Máy giờ bán cơ nổi tiếng mẹ rồi. Sắp đầu có nơi, cơ với bàn sắp đầu có nơi. Túc tắc rồi, còn thuộc. Túc tắc rồi. Có thương hiệu là tự nhiên nó anh em. Lại một số loại gậy thứ loại độc quyền Việt Nam mình nhập độc quyền bán giá thoải mái. Rồi anh Sơn Chim Cu có vẻ bị La Văn Tê rồi, nguy hiểm quá, tình hình căng thẳng quá, Sơn Chim Cu cống quá rồi. Anh Tàu Khựa để tự tin. Rồi anh Tàu Khựa anh tự tin anh đánh bão táp rồi. Tình hình rất là căng thẳng cho cầu thủ của Việt Nam. Rung rung ở phút 70 anh em ơi, báo lại anh em ơi, cơ hội rồi. Quả này mà lên 6-3 thì đi bốc ruốc. May quá. Tàu Khựa rung ngay phút 70. Rất là tuyệt vời. Rồi ông ấy bình tĩnh nhá, ba bi này mà ông không đánh hết lực nữa thì tôi cũng ạ ông đấy. Bốn năm, nào anh em báo lại cổ vũ đi, báo lại cổ vũ anh Sơn Chim Cu đi, không phải đánh kém Tiến Đạt. Đây là cái khốc, cái trận đấu nó đi bờ chim thì nó tê tâm lý lắm. Các ông cứ hay ho, các ông mà lên đánh ra đi đánh giải các tê đãi ra quần, cứ hay ho. Pha này thì anh Sima Lùa phá bi. Vẫn anh giữ phong độ phá rất ổn định. Phá không chết bi nào. Phong độ phá rất là tuyệt vời. Con này thì anh Sơn Chim Cu tôi nghĩ là anh sẽ chạy an toàn. À không, vẫn còn má chạm. Anh khả năng anh tượt mỏng má bên phải bi 1 để chạy đạn. À không, anh A băng.
Úi xòa. Tí nữa thì anh xem alo anh bắt đuôi được. May là vẫn lòi mông. Rồi, anh Việt Nam ơi, anh tập trung hộ tôi cái. Tiếp tục là những đường bi lòng ngoằng của hai cơ thủ. Đây Thiện Thần Thánh đây. Con này vừa hỏi đây Thiện Thần Thánh đây. Thái Phùng, Trung Đặng Sơn đang đánh ở bàn đằng sau. Trung Đặng Sơn thì gặp Hiếu Zippo ngay ở bàn đằng sau bàn TV này. Rồi, ông chim cu ông Thế Bi thoáng rồi, ông dọn bàn hộ tôi phát sao nào. Ok, anh cúp phê ngược. Rất là ok. Ra hình đẹp rồi. Thế bi mở rồi. Còn 6 bi. Cứ đẩy trơn nó ra. Rồi bấm ở đấy cũng được, bấm ở đấy đẩy 6 lỗ 10 cũng được. Ok. Con 6 đẩy nhẹ, ăn cái là có 7 thôi. Thái Phùng, tôi đang tập trung ở trận này, tôi cũng không cập nhật được đâu. Rồi, rất tuyệt vời, anh Sơn Chim Cu quyết định chuyền bóng cho đội bạn. Có cái ông Quyến Kevin này không nói thì ông không trượt, tự dưng lại nói. Còn 2 bi. Nào liệu có rung không nào. Rồi còn 1 bi. Chắc là không có rung nữa rồi. Tình hình rất là gây nguy hiểm cho anh Sơn Chim Cu. Cơ hội ở trong tay anh rồi mà anh đánh trượt con bi. Không có rung. Tỷ số là 6-4 cho Simalua. Tình hình rất là nguy hiểm cho anh Chim Cu rồi. Ai xa. Nào anh em cũng bão like để cổ vũ cho anh Chim Cu đi. Anh Chim Cu là khả năng anh biến thành chim di rồi, không còn là chim cu nữa. Phong độ phá rất ổn định của hai cầu thủ và vẫn chưa chết bi nào. Anh Sơ Chiêng Cu có cơ hội ngay từ đầu, đã vượt lên dẫn 3-2 rồi mà anh liên tục trượt những con bi vô duyên. Có vẻ như tâm lý của anh hơi yếu. Rồi, còn nữa còn tạt, tập trung vào.
tập trung vào nào. Anh Tịnh Thanh, anh không nhìn trên màn hình tỷ số bao nhiêu kìa. Vẫn hỏi tỷ số bao nhiêu rồi, chết thật. Penalty ông bình tĩnh thôi. Tự tin vào. Tệ quá. Ôi giời ơi, điều lại thiếu lực rồi. Chạch choạc quá. Tê thôi, tê lặng. Hoàng Anh, Minh Thủ đánh ở bàn góc trong kia tôi cũng không cập nhật được tỷ số. Anh Tàu Khựa bây giờ anh tự tin quá rồi. Rồi, anh Tàu Khựa anh quyết định cộng 3993. Ôi, xin chúc mừng cờ thủ Tàu Khựa đã kết thúc trận đấu với tỷ số 7-4. Quá đáng tiếc cho anh chúng ta tạm nghỉ trong ít phút. Các bạn sẽ được theo dõi tứ kết một trận đấu siêu kinh điển giữa Tuấn Tay To gặp Thiện Thần Thánh. 500 anh em chú ý theo dõi vào lúc sau đây khoảng 15 phút nữa. Trận đấu cực kỳ hấp dẫn giữa Tuấn Tay To gặp Thiện Thần Thánh.